hoặc chỉ rõ các hành động tướng trạng của Đại Bồ Tát Bất Thối Chuyển đã thành tựu công đức thù thắng vô thượng. Cúi xin Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác nói lại nghĩa lý sâu xa, khiến cho các Đại Bồ Tát an trụ trong đó, có thể hành bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn, có thể hành pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không mau được viên mãn, có thể hành chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ mau được viên mãn, có thể hành thánh đế khổ tập diệt đạo mau được viên mãn, có thể hành 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo mau được viên mãn, có thể hành 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc mau được viên mãn, có thể tu hành 8 giải thoát cho đến 10 biến xứ mau được viên mãn, có thể hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mau được viên mãn, có thể hành các bậc của Đại Bồ Tát mau được viên mãn, có thể hành tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa mau được viên mãn, có thể hành 5 loại mắt, 6 phép thần thông mau được viên mãn, có thể hành 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng mau được viên mãn, có thể hành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mau được viên mãn, có thể hành 32 tướng, 80 vẻ đẹp mau được viên mãn, có thể hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả mau được viên mãn, có thể hành trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mau được viên mãn. Phật bảo thiện hiện, lành thay, nay ông mới có thể vì các chúng Đại Bồ Tát thỉnh hỏi Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác về nghĩa lý sâu xa, khiến cho các Bồ Tát an trụ trong đó, tu hành các công đức mau được viên mãn. Thiện hiện nên biết nghĩa lý sâu xa ấy là không vô tướng vô nguyện, vô tác vô sanh vô diệt, lìa nhiễm niết bàn, chân như pháp giới pháp tánh thật tế, tất cả những pháp ấy là nghĩa lý sâu xa. Thiện hiện nên biết tất cả những lời lẽ thù thắng mà Như Lai đã nói về nghĩa lý sâu xa này đều đề chỉ rõ nghĩa của niết bàn là thậm thâm. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chỉ có nghĩa của niết bàn là thậm thâm hay các pháp khác cũng gọi là thậm thâm? Phật bảo thiện hiện, tất cả các pháp khác cũng gọi là thậm thâm, đó là sắc quần cho đến thức quần cũng gọi là thậm thâm, nhãn xứ cho đến ý xứ cũng gọi là thậm thâm, sắc xứ cho đến pháp xứ cũng gọi là thậm thâm, nhãn giới cho đến ý giới cũng gọi là thậm thâm, sắc giới cho đến pháp giới cũng gọi là thậm thâm, nhãn thức giới cho đến ý thức giới cũng gọi là thậm thâm, nhãn xúc cho đến ý xúc cũng gọi là thậm thâm, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng gọi là thậm thâm, địa giới cho đến thức giới cũng gọi là thậm thâm, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên cũng gọi là thậm thâm, vô minh cho đến lão tử cũng gọi là thậm thâm, bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng gọi là thậm thâm, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không cũng gọi là thậm thâm, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng gọi là thậm thâm, thánh đế khổ tập diệt đạo cũng gọi là thậm thâm, 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo cũng gọi là thậm thâm, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc cũng gọi là thậm thâm, 8 giải thoát cho đến 10 biến xứ cũng gọi là thậm thâm, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng gọi là thậm thâm, tịnh quán địa cho đến Như Lai địa cũng gọi là thậm thâm, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa cũng gọi là thậm thâm, pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa cũng gọi là thậm thâm, 5 loại mắt, 6 phép thần thông cũng gọi là thậm thâm, 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng gọi là thậm thâm, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả cũng gọi là thậm thâm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng gọi là thậm thâm, pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cũng gọi là thậm thâm, trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng gọi là thậm thâm, quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề cũng gọi là thậm thâm, tất cả hạnh Đại Bồ Tát quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng gọi là thậm thâm. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật: Vì sao sắc uẩn cũng gọi là thậm thâm? Vì sao thọ tưởng hành thức cũng gọi là thậm thâm? Nói rộng cho đến vì sao tất cả hạnh Đại Bồ Tát cũng gọi là thậm thâm. Vì sao quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng gọi là thậm thâm? Phật bảo thiện hiện, vì chân như sắc uẩn rất thậm thâm nên sắc uẩn cũng gọi là thậm thâm, chân như thọ tưởng hành thức uẩn rất thậm thâm nên thọ tưởng hành thức bẩn cũng gọi là thậm thâm. Nói rộng cho đến gần như tất cả hạnh đại Bồ Tát rất thậm thâm, nên tất cả hạnh đại Bồ Tát cũng gọi là thậm thâm. Gần như quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật rất thậm thâm, nên quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng gọi là thậm thâm. Cụ Thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Vì sao chân như sắc uẩn thậm thâm? Vì sao chân như thọ tưởng hành thức uẩn thậm thâm? Nói rộng cho đến vì sao chân như tất cả hạnh đại Bồ Tát thậm thâm? Vì sao chân như quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật thậm thâm? Phật bảo: Thiện Hiện, chân như sắc uẩn chẳng phải sắc uẩn, chẳng phải lìa sắc uẩn nên thậm thâm. Chân như thọ tưởng hành thức uẩn chẳng phải thọ tưởng hành thức uẩn, chẳng phải lìa thọ tưởng hành thức uẩn nên thậm thâm. Nói rộng cho đến chẳng như tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng phải lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát nên thậm thâm. Chẳng như quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chẳng phải quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, chẳng phải lìa quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật nên thậm thâm. Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật kỳ lạ. Phương tiện địa màu, vì đại Bồ Tát bất thối chuyển đem ví dụ khác về sắc uẩn để hiển bày niết bàn, đem ví dụ khác về thọ tưởng hành thức uẩn để hiển bày niết bàn. Nói rộng cho đến đem ví dụ khác về tất cả hạnh đại Bồ Tát để hiển bày niết bàn, đem ví dụ khác về quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật để hiển bày niết bàn. Bạch Thế Tôn, thật kỳ lạ. Phương tiện nhiệm màu, vì đại Bồ Tát bất thối chuyển đem ví dụ khác về tất cả pháp thế gian, hoặc pháp xuất thế gian, hoặc cộng pháp, hoặc bất cộng pháp, hoặc pháp hữu lậu, hoặc pháp vô lậu, hoặc pháp hữu chánh, hoặc pháp vô chánh, hoặc pháp hữu tội, hoặc pháp vô tội, hoặc pháp hữu vi, hoặc pháp vô vi để hiển bày niết bàn. Phật bảo: Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Bạch Thế Tôn, thật kỳ lạ. Với phương tiện nhiệm màu, vì đại Bồ Tát bất thối chuyển mà ngài đem ví dụ khác về sắc uẩn để hiển bày niết bàn, đem ví dụ khác về thọ tưởng hành thức uẩn để hiển bày niết bàn. Nói rộng cho đến đem ví dụ khác về tất cả hạnh đại Bồ Tát để hiển bày niết bàn, đem ví dụ khác về quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật để hiển bày niết bàn. Bạch Thế Tôn, thật kỳ lạ. Với phương tiện nhiệm màu, vì đại Bồ Tát bất thối chuyển, ngài đã đem ví dụ khác về tất cả pháp thế gian, hoặc pháp xuất thế gian, hoặc pháp cộng, hoặc pháp bất cộng, hoặc pháp hữu lậu, hoặc pháp vô lậu, hoặc pháp hữu chánh, hoặc pháp vô chánh, hoặc pháp có hữu tội, hoặc pháp vô tội, hoặc pháp hữu vi, hoặc pháp vô vi để hiển bày niết bàn. Thiện Hiện, đối với nghĩa lý thâm sâu này, các đại Bồ Tát nên dựa vào nghĩa lý tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, suy nghĩ thật kỹ, so đường quán sát, nên nghĩ thế này: Ta này phải trụ như Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã dạy, này ta phải học như Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã nói. Thiện Hiện nên biết, đối với nghĩa lý thậm thâm như thế, đại Bồ Tát có thể dựa vào nghĩa lý tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, suy nghĩ thật kỹ, quán sát so lường, như Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã dạy mà trụ, như Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã nói mà học. Đại Bồ Tát này do siêng năng tu học như vậy, do dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, chỉ khởi lên một tâm niệm mà còn có thể lãnh thọ vô số vô lượng vô biên căn lành, vượt qua sanh tử luân hồi trong vô lượng kiếp, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Huống chi thường tu Bát Nhã Ba La Mật Đa không gián đoạn, thường trụ tác ý tương ưng Bồ Đề. Giống như người đam mê dục lạc cùng với thiếu nữ xinh đẹp yêu nhau cùng hẹn ước, nhưng thiếu nữ ấy gặp trắc trở, không thể đến chỗ đã ước hẹn, người này dục tâm hừng hẫy lan tràn. Thiện Hiện, ý ông thế nào do đây mà dục tâm người ấy lan tràn? Bạch Thế Tôn, do người nữ kia mà dục tâm người này bừng cháy lan tràn, khởi lên ý nghĩ vì sao người ấy chẳng đến đây để cùng nhau vui chơi hưởng lạc. Thiện Hiện, ý ông thế nào? Người ấy suốt ngày đêm đã khởi lên bao nhiêu dục niệm? Bạch Thế Tôn, suốt ngày đêm, người này khởi lên rất nhiều dục niệm. Phật bảo: Thiện Hiện, nếu đại Bồ Tát dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, khởi lên một niệm như Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã thuyết mà học, thì đã vượt qua số kiếp sanh tử lưu chuyển, nhiều như số dục niệm của người đam mê dục lạc suốt cả ngày đêm. Thiện Hiện nên biết Đại Bồ Tát này nâng cao nghĩa lý thâm sâu của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, suy nghĩ tu học mà được giải thoát và có thể ngăn cản những lỗi lầm của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế nên Bồ Tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu tinh tấn tu học, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện Hiện nên biết nếu Đại Bồ Tát an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã thuyết, trải qua một ngày đêm thì đạt được công đức. Nếu công đức này có hình tướng, thì hàng hà sa số 3.000 đại thiên thế giới trừ Phật cũng không thể dùng chứa hết. Giả sử có các công đức khác, nhiều như các sông hoàng đầy rẫy cả thế giới Phật 3.000 đại thiên, đem so sánh với công đức này, thì 100 phần không bằng 1, 1000 phần không bằng 1, cho đến không bằng 1 phần rất nhỏ. Hết quyển thứ 515.